Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của VidaShop. Xin chào các bạn. Thì thời gian vừa qua thì cũng có nhiều khách hàng băn khoăn cách đấu nối một cái thiết bị mixer xuống âm đi. Thì hôm nay mình sẽ làm một video nhỏ để chia sẻ cách đấu nối thiết bị mixer vào âm đi. Thì thông thường một cái mixer muốn đấu vào âm đi thì sẽ có hai cách. Hồi xưa giờ thì mình hay đấu nối những cái thiết bị giống như đầu đĩa và âm ly, thì vào mình sẽ vào con A và con B, và cái mixer cũng vậy. Thì cách đầu tiên thì mình sẽ đấu nối vào ngõ input AB. Thì cách này á, nó cũng có ưu điểm và nhược điểm. Thứ nhất, ưu điểm là đằng trước mình có thể nếu mình đấu vào cổng AB thì cái phần âm ly, cái nút âm lượng master này mình có thể điều chỉnh được, và nút âm lượng music mình cũng có thể điều chỉnh được, và điều chỉnh bass chung chép đó. Thì cái đó là cách đầu tiên. Và cách thứ hai là mình sẽ đấu vào cái cổng effector, là cái cầu á, thì mình sẽ rút hai cái này ra và mình sẽ cắm vào cổng input nha. Thì cách này á thì nó sẽ biến cái âm ly mình thành cục đẩy. Thì nó cái âm ly bây giờ thì nó chỉ có nhiệm vụ là nó chỉ đẩy âm thanh thôi, còn điều chỉnh âm thanh nhạc, mic và echo thì mình sẽ điều chỉnh trên tất cả trên mixer này. Âm ly khi mà mình đấu một cách đó thì mình chỉ cần bật nguồn âm ly lên thôi, tất cả những nút này nó đều bị vô hiệu hóa hết. Mình có thể, mình dặn như thế nào cũng nó cũng không có tác dụng hết. Thậm chí cái nút master này mình đẩy về không thì nó cũng không có tác dụng. Bây giờ mình chỉ cần bật nguồn lên là âm ly nó tự đẩy âm thanh. Còn hiệu chỉnh âm lượng nhạc, mic và echo thì tất cả mình sẽ điều khiển trên cái mixer hết. Dạ. Ok, thì là hai cách, cách một gắn sao? Cách một thì mình sẽ hướng dẫn lại anh. Đây là mặt sau của cái âm ly. Mình sẽ gắn lại, mình hướng dẫn lại từ đầu. Cách đầu tiên thì mình sẽ lấy ổ out từ mixer MR và ML, mình sẽ đấu vào cổng AB bất kỳ ngõ music. Nếu mình chọn ngõ A thì mình ở nút trước mặt âm ly á. Âm ly như thế này. Thông thường thì cổng music nó sẽ có một cái nút nhấn như thế này. Nếu mình chọn cổng A thì mình nhả ra, mình chọn cổng B thì mình nhấn vô ha. Đó. Đây, AB. Là gắn vô đây, chọc vô. A hoặc B thì mình tùy mình chọn ha. Nếu mình chọn B thì mình nhấn cái nút màu vuông vô. Ok. Rồi cách thứ hai là mình sẽ đấu vào cái cổng effector, là cái cầu đó. Mình sẽ rút cái cầu này ra và mình sẽ gắm vào cái ngõ input đó. Thì cách thứ hai nó sẽ biến cái âm ly mình thành cái main. Nó chỉ có nhiệm vụ là đẩy âm thanh lên thôi. Ok. Nó âm thanh music, đại cô thì mình tất cả mình điều chỉnh trên cái mixer ha. Hai cách đó cách nào hay hơn anh Phong? Nói chung thì cách nếu như mà cái nào nó cũng có cái ưu và nhược điểm. Thứ nhất thì cách đầu tiên á, mình vừa nói là đấu vào cái ngõ input AB của music, thì nhiều khi có nhiều khách hàng họ muốn tự họ điều chỉnh thêm tiếng bass, tiếng chép thì mình có thể điều chỉnh trên cái giải music này. Đó. Thì còn cách thứ hai á là bên đây mình đã trên mixer mình đã chỉnh cố định rồi, nhiều khi có nhiều khách hàng họ muốn tăng thêm tiếng bass, tăng thêm tiếng chép thì bắt buộc khách hàng họ sẽ học chỉnh mixer và kết nối mixer này với máy tính. Và đây cách đơn giản, tại vì cái này là có bao gồm cái mixer cơ và kỹ thuật số nên mình có thể tăng thêm bass chép trên đây được.
Rồi, cảm ơn chia sẻ của anh Phong. Rồi. Xin chào. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay. Và có ai mua hàng, giới thiệu cho shop mình với. Số điện thoại liên hệ dưới tiêu đề video nhé.